Triệu Tống vô đạo, dân chúng lầm than. Bạch Hổ quân ta chính là vì dân nên mới phất cờ khởi nghĩa, trời đất phù hộ. Lúc này đây, Bạch Hổ quân ta đã chiếm được gần hết cả giang nam này rồi. Nhưng mà thật không ngờ, tên Thanh Xà này lại muốn thừa nước đục thả câu, lợi dụng yêu thuật của mình mê hoặc ta đây, để Bạch Hổ quân đánh mất tâm trí, cướp bóc cưỡng hiếp khắp nơi, liên lụy quân kỷ của Bạch Hổ quân, khiến cho trong dân bá tánh phải chịu cực khổ, toàn là do tên yêu nghiệt này tác hoài tác quái. Giết đi! Yêu quái này không những gây hại cho nhân gian mà còn tác hoài tác quái. Những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trên bầu trời chúng ta hôm nay, từ đầu tới cuối, tất cả mọi thứ đều do yêu quái này gây ra mà thôi. Không trừ khử nó thì thiên hạ này sẽ không được thái bình đâu. Giết đi! Lấy dao giết nó không phải là quá nhẹ nhàng rồi sao? Máu cho đen đâu rồi? Cho bọn chúng chạy thoát. Đại Dương. Phu nhân à. Thanh Mụn. Tiểu yêu cô giá chậm trễ để mọi người kinh sợ, bạch tỷ tha lỗi. Tiểu hồ lưu, ta uống phải rượu hùng hoàng, mau tìm cách gì để ta biến lại hình người đi. Để đại coi. Tiểu hồ lô, pháp lực của đệ tiến bộ rất nhiều rồi đó. Đa tạ bạch tỷ tán dương. Nhưng mà pháp lực của đệ chỉ có thể duy trì chốc lát thôi. Tỷ mau chóng rời khỏi đây. Thanh Mùi. Thiên linh linh, đĩa linh linh, biến thành con mèo tam thể. Mèo. Mèo. Các ngươi đâu, mau cắn hắn đi. Mèo. Yeah.
A-di-đà Phật. Mẹ, bọn yêu linh này tại sao vẫn chưa chịu từ bỏ? Bọn chúng định như vậy tới bao giờ chứ? Xem tình hình, ác linh không những xâm nhập địa phủ, có thể cũng đã chiếm luôn thiên đình. Hả? Ác linh chiếm thiên đình? Vậy thần tiên không phải thiên hạ vô địch, pháp lực vô biên sao? Trên thế gian này có ai dám nói bản thân là thiên hạ vô địch chứ? Theo ta thấy, thần tiên cũng có nhược điểm và cực hạn của mình. Thật sao? Từ lúc Bạch Hổ Quân bắt đầu tạo phản, quân và binh sĩ khắp nơi chết nhiều vô số kể. Những người bị chết quan này bị các ác linh kêu gọi dụ dỗ, không ít người gia nhập vào đội ngũ của bọn chúng, cùng nhau kéo lên thiên đình, hy vọng kết tụ năng lượng có thể đòi được công đạo hay là báo thù cho hả giận. Đây chính là nguyên nhân làm cho yêu linh thêm lớn mạnh. Thiên đình bị bọn chúng phá nát, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao mình lại ở chỗ này? Mau đi tìm Tiêu Tiêu, bảo cô tuyệt đối đừng đến chỗ này, mau nha. Sĩ Lâm, Sĩ Lâm, Sĩ Lâm, Tiêu Tiêu, Sĩ Lâm à, Tiêu Tiêu, Sĩ Lâm, nè, Sĩ Lâm, mau cản Sĩ Lâm lại, nhanh lên. Dạ. Mẹ, sao mẹ không để con đi? Hai người cứ ở đây, đợi ta và Tiểu Hồ Lô đi tìm Tiêu Tiêu. Sĩ Lâm, Bạch Tỷ à? Sao chỉ nghe thấy tiếng gọi mà không thấy người? Sĩ Lâm, Tiêu Tiêu bị ác linh nhốt ở đâu đó, mau vào trong. Phật tổ từ bi, quay đầu là bờ. Các người tuyệt đối không được tự ý làm càn, gây hoại cho dân nữa. Hãy mau nhanh chóng quay về âm phủ đi. Đợi khi bần tăng mở cửa âm phủ xuống dưới để đọc kinh siêu độ cho các ngươi. Thanh Muội, ác linh đến tìm Muội rồi, Muội cẩn thận. Thiếu nợ trả tiền, chuyện đời làm vậy. Chuyện của ta các người đừng xen vào. Đi đi. Thanh Muội, việc của Muội chúng ta làm sao có thể thấy chết không cứu được. Bây giờ nguyên khí hai người chưa phục hồi, còn không bằng công lực của Tiểu Hồ Lô nữa, làm sao mà cứu ta được đây? Yeah!
Các ngươi vô cớ nổi giận đùng đùng như vậy, vô cớ lại thấy căm giận như vậy, chẳng qua là cho rằng ông trời bất công xử tệ với các ngươi thôi. Nhưng mà các ngươi có từng nghĩ thử xem, các ngươi lúc sinh thời đã từng làm sai chuyện gì hay không? Ân oán kiếp trước kiếp này trả, đây cũng là đạo lý mà thôi. Đều là kiếp số, kết quả của ân oán kiếp trước cũng đều là bởi vì các ngươi tự tạo thành, không phải ông trời trừng phạt các ngươi. Cho dù là thiên la thần tiên đều không thể thay đổi vận mạng của các ngươi. Nghiệp chướng của các ngươi kiếp trước bây giờ vẫn chưa trả hết, bây giờ lại gây thêm nghiệp chướng nữa. Phải tới năm nào tháng nào các ngươi mới thoát khỏi bể khổ được đây? Đại sư, nữ thí chủ. Mẹ, chủ nhân. Dừng tay. Người thiếu nợ các ngươi không phải là họ, mà là ta. Các ngươi cần gì tốn công tốn sức? Dừng tay, mau dừng tay đi. Thanh Bụi. Phúc Đà đã từng mượn tay để đem mũi vàng của từ bi phủ khắp người của ta hết rồi. Chỉ cần ta có thể lên được trên đó, chỉ có thể rải từ bi, cũng là để cô uống hạ đồ đao. Quay đầu là bờ. Tiểu yêu, mau lên, không thôi lại chậm trễ nữa. Chủ nhân. Yeah.